Xin chào các bạn, mình tên là Lý Trần Yến Quân, mình đang học tại Superdance Châu Đốc. Đến với phòng thi tài năng Superdance Got Talent, mình trình diễn tiết mục ảo thuật số. Sau những ngày lên đên khắp thế giới thì mình cũng đã tìm ra bí ẩn của các con số. Và hôm nay mình sẽ trình diễn cho các bạn xem, mời các bạn cùng thưởng thức. Thì hãy like và share ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người và tạm biệt mọi người.